Hôm nay ốc sẽ nấu cơm. Ốc ơi, xem nấu cơm bằng cái xoong thủng như thế này thì em đổ nước, đổ gạo vào thì nó lọt ra hết à? Chỉ là động tác nấu cơm thôi còn chưa có nguyên liệu. Ui giời ơi, kể cả em đổ vào đây em cũng không nấu được đâu. Chứng tỏ ốc là không biết nấu ăn rồi các bạn ạ. Vậy trong video ngày hôm nay, anh sẽ dẫn ốc đến một nơi giúp em có thể học được cách nấu ăn. Ồ, là một khu lớp học nấu ăn. Đúng rồi, và ốc có thể trở thành đầu bếp luôn. Và trước khi vào video, các bạn đừng quên bấm like, bấm đăng ký kênh và đặc biệt xem quảng cáo nhé. Còn bây giờ, dẫn ốc đi học nấu ăn đây các bạn. Ốc không biết nấu ăn đâu các bạn. Ốc ơi, em giơ tay lên anh bảo. Em có cái muôi này, em cũng có cái mũ này. Và đặc biệt là em chỉ là nấu ăn không ngon thôi. Nhưng nhìn cái con này có vẻ nó không nấu ăn ngon đâu. Mà em thấy đây là nhà bếp nhỏ xảo quyệt. Em có xảo quyệt đâu, em dễ thương mà. Không phải đâu, vào đây đảm bảo em sẽ trở thành master chef. Lớn rồi, bốc phét ít thôi. Trời tối à, lớp học vào buổi tối à? Anh không biết, anh đăng ký lớp học này ở online đấy. Người ta hẹn anh đến địa điểm này. Người ta cho anh đèn pin kìa. Học nấu ăn vào buổi tối nhỉ ông nhỉ? Chắc là lớp mà là ngoài giờ. Kiểu là người ta ở đây ban ngày bán hàng. Còn ban đêm á, người ta sẽ dạy nấu ăn. Đúng rồi. Có một bạn cũng đang đi học nấu ăn kìa. Sao bếp gì mà cũ rích thế này? Có cái muôi kìa. Rồi thôi rồi, đi tiếp đi. Ở lớp học đầu bếp phải có đầu bếp dạy mình nấu ăn chứ nhỉ? Lớp học đầu bếp được bảo vệ bằng tia laser à? Đâu, đây không phải tia laser đâu. Đây chỉ là cái đèn đèn đỏ đỏ thôi. Đây này anh. Anh lừa em rồi. Anh muốn lừa em không? Mau thoát khỏi đây đi. Anh không có lừa em mà anh cứ bị nó lừa ông ạ. Anh đăng ký cho em cái lớp học này là đăng ký online bằng máy tính mà. Nên là người ta chỉ anh đến đây, anh có biết gì đâu. Mau chui qua đi đây, đèn laser đấy em đã bảo rồi. Ôi giời, cứ tưởng cái đèn đỏ đỏ không có gì cả. Ủa thế bây giờ mình vào đây rồi nó nhốt mình phải tìm cách thoát à? Đúng rồi, đây là toilet. Ủa ôi, toilet, thế thì chứng tỏ chỗ này nó bỏ hoang rồi và bị ám. Đúng rồi. Và cái con gì đấy ở đây nó đã lừa mình tới đây. Rồi bên sạch lại lừa. Trời ơi, cứu tôi. Đi nhanh lên, ở đây nó đến bắt mình. Làm gì có con gì, đây nó ghi gì á? Nó ghi là cô ấy đang đến đấy, hãy ra khỏi đây đi. Rồi, đi tiếp ông ơi. Làm gì có quái vật, chắc nó dọa mình. Ôi, có quái vật thật các bạn ạ. Thôi sao đâu rồi, thôi sao. Đến đoạn này mình phải chạy nhanh. Nó chui từ tường ra. Nó nhanh thật đấy. Chui từ tường ra. Ôi, đấm miệng hành kìa. Ui, đấm kìa. Cửa đóng rồi nha. Ui, sao nó to lắm. Con này nấu ăn xong rồi, ăn lắm quá thành ra béo. Ừ, béo phì. Đúng rồi. Các bạn đừng như nó nhé. Thôi đi, chạy đi. Kìa, có cái nút bấm mở cửa, hiểu không? Cửa bị đóng rồi. Có nút bấm kìa. Đâu nút bấm đâu? À không phải, nó bảo nhảy. Thôi nhảy xuống đây là xuống đáy xã hội của cái nhà ăn này đấy. Nhảy đi, nó đã vào bây giờ. Thôi xong rồi ốc ơi. Mình rồi chúng ta nhảy qua đường ống cống. Đường ống cống thông nước. Sao lại thông nước, thoát nước. Ôi giời, đúng rồi. Đồ ăn hại. Sao đâu ơi, đi nhanh. Lần này chắc chắn anh sẽ làm được. Ok, tin anh đi mà. Có vẻ khá hơn đấy, nhanh, đi nhanh lên. Ở đây mùi thum thủm, em ngửi thấy không? Như kiểu thức ăn nó hỏng, nó đổ hết xuống đây á. Nhưng nó có dạy nấu ăn đâu mà có thức ăn. Ơ nhỉ? Thế anh thì... đúng là ngáo à, thôi chạy. Ban ngày nó nấu thức ăn xong nó đổ xuống đấy mà. Đây này, nó đứng dưới. Đầu nó đang quay 360 độ để nhìn thấy đứa nào á, đi vào đây nó bắt đây. Sao đầu nó quay tròn được thế? Hình nó là robot. Ôi, nhiều laser không? Rơi xuống nó quá mệt mỏi luôn đấy. Bây giờ mình thay đổi góc nhìn nhỉ? Em bên trái. Ui. 6 hours later. Cái tôi nhờ. Còn gần được nữa ơi. Cuối cùng đã thoát được sau nhiều lần tí. Rất nhiều chứ không phải nhiều. Chúng ta sẽ đi tiếp. Ở đây sao đèn lập lè nhìn như ở trong ba ấy nhỉ? Anh thấy tối là anh thấy hốt rồi. Chắc chắn là đến đây là nhảy xuống rồi. Biết ngay mà. Thoát chưa? Chưa, đây là những cái trông á. Này chạm vào những cái này chết đấy. Ôi. Bây giờ đi lên lỏi qua đấy. Tuyệt chiêu. Tuyệt chiêu chết. Tìm cách các bạn, nhảy qua này. Mình nhảy qua này, lùi lại tí. Nhảy qua này. Sao mình đi qua luôn.
đâu. Chơi đều đấy. Vỗ tay chứ phải đập tay anh. Em mà giáo thật ốc ạ. Nhạy. Rồi đấy, qua 10 điểm chưa? Vui lòng thang máy đến. À, chờ thang máy à? Ờ, chờ thang máy đến. Ủa, thang máy gì trông lạ hoắc này. Tí nữa thì mình nhảy xuống là mình chết rồi. Ờ, quả đấy mình nhảy xuống thì thang máy đưa mình xuống lòng đất luôn. Ờ, không, hình như thang máy đưa mình, có đưa mình, đưa mình lên, lên rồi. Yeah, lên khỏi đáy xã hội được các bạn ơi. Thế là mình có thể nghĩ ăn hành được cái gì đấy. Ờ, gì đây? Em đi xuyên qua bàn ghê đấy, đi sang lối đi đi. Có đấy. Gì đâu nhỉ? Sao đây anh thấy cảm thấy nó căng thẳng ấy nhỉ? Kéo một cái lỗ, ống thông gió lại đuôi chui vào đường ống nữa. Đây cũng như kiểu là một cái bàn người ta. Đây là bàn ăn đấy. Ui. Hóa ra nó đứng rình ở mình ở trong một cái khu đấy các bạn ạ. Rồi, mình sẽ đi luôn đi và mình sẽ không. Con này nó nhanh thế. Rồi nhảy lên đây, Hà, đuổi vào mắt. Bạn bị kinh rồi. Con này như kiểu người máy thật mà. Ờ, bắt làm sao được tôi. Tôi chạy nhanh lắm. Nhanh lên. Đây, chạy đây. Nhảy qua những chỗ này. Nhảy qua chỗ này mà chết là em bó tay anh luôn đó. Rồi. Rồi, đừng đánh quê. Quê tay đấy. Đôi tay vàng này trở thành đầu bếp chuyên nghiệp. Mà em đập thế thì trở thành phế nhân này. Thấy không? Không thấy gì. Thấy thì làm tiếp cho ông nhỉ. Thấy không? Rồi, thấy rồi. Quá hay. Ui dồi. Là và đấy. Ờ. Quá hay. Lúc em rất muốn gặp anh đau quá đâu. Tại sao? Em ghét anh. Tại vì anh chơi ngu quá đấy. Anh đã có lòng. Các bạn bình luận, nếu muốn các bạn bình luận là đánh Bê Quy Thành đi thì chị sẽ đánh Bê Quy Thành thật. Ờ. Các bạn bảo đừng chiêu đừng đánh anh Quy Thành, em Quy Thành chơi quá giỏi đấy. Quá giỏi. Chưa hỏi nó bị đập rồi. Nhanh đi tiếp. Đi tiếp đây. Em cần phải thoát khỏi đây. Ôi thoát em, thôi ông ơi. Em sẽ tự đi học lập một lớp nấu ăn khác. Đây là đường đấy, đây này. Thoát được mà thoát tối mù đấy. Ờ rừng thông đấy. Trong rừng thông sẽ có quái vật đấy. Làm gì em được. Chắc chắn có luôn. Nhưng mà nó còn không có hướng dẫn cho mình. Ơ kia có mũi tên. Đâu quái vật đâu, làm gì có quái vật. Có mỗi em là quái vật đấy ông ạ. Có đấy. Ui, làm sao mà thoát dễ như thế này được. Mình thấy nghi rồi các bạn ạ. Có gì đâu. Bốn cánh cửa bốn màu. Đi vào đâu? Đường xét. Đường xét là gì? À, mình tạo ra cái đường này hả? Thế còn cái kia, cái chức năng kia? À, là một thảm cỏ à các bạn? À, đi ra. Rồi. Đi ra trời tối mịt mù không nhìn thấy gì luôn. Bên này có ánh sáng. Rồi thoát chưa? Không biết, mũi tên này. Ơ, vừa nãy lại đi vào chỗ nãy. Các bạn ơi, anh mình có thể một chiếc thoát chưa? Cứu, trời ơi. Cuối cùng là mình muốn trở thành đầu bếp. Nó đưa mình tới đâu đây? SOS. Gửi tín hiệu SOS đến các bạn ơi. Các bạn hãy đưa xe hay là gọi ai đến cứu Bê Quy Thành và ông nha. Nấu ăn nè. Em lại xúc anh vào nấu bây giờ. Rồi các bạn ơi, có lẽ là Bê Quy Thành và ông sẽ dừng video tại đây thôi. Hẹn gặp lại các bạn video lần sau. Và các bạn đừng quên bấm like video bấm đăng ký kênh bye và bye. Xem quảng cáo nhé. Bye bye. SOS. Nấu ăn. Để ý anh giơ đèn lên trời cho ánh sáng để SOS máy bay bay qua. SOS. Đâu, giơ đèn lên trời đi. SOS. Vẫn là đèn ngang. Toán lửa.